đưa cho nay giờ hư quá, bây giờ mà là nghỉ rồi, nghỉ lâu rồi, nghỉ trước mãi luôn. Nghỉ lâu rồi, nghỉ nay 7 năm rồi. Chú à, chú kìa, lâu rồi, nghỉ được 7 năm, 26, 27, 16 đó rồi nghỉ, 16 à, 17 lấy sổ. Ngồi ăn cá thôi, ăn đấy thôi. Mười mười đi cháu còn hết bữa đó, còn bữa còn ăn hết đi, hết thì mốc đó giờ có lẽ lâu còn có thêm nước còn nên loạn này thôi, đừng mốc cái máy mốc đã nào là máy ăn lo gì sao mà ăn chắc ngần trăng nước được mà chắc ăn tiếp vẫn nó ra cái mẹ không đi nấu nước cả đi cần phải đặt thêm đây cũng không. Chắc mình bắt được cái đặc đặc đâu có việc gì đâu, về sớm ở đi chơi cả ngày rồi mà kia có chỗ khó không lo thì mình lo có lo thì... lo là lo lúc cái việc mình ấy thôi, còn cái học hành các thứ rồi đầu tháng chúng tôi được học chi bộ, hôm qua học chi bộ liên quan đến sản xuất, liên quan đến cái nhiều cái việc mình cụ thể triển khai nông nghiệp liên quan đến sản xuất, liên quan đến cày vừa rồi cái lợi rồi nó nhiều cái lâu lâu thôi vậy nó được 20 ngày rồi nào vì hắn thì hoặc là nghỉ bớt một việc là một việc thôi thì đi được lâu, bây giờ mình đang gánh vác, bây giờ nói vậy này ngoài chuyện làm chuyện nói vâng này ngoài ngoài chơi vậy thấy ông ở uống cái không thấy ông mình bắt giờ là uống cái không lại đi thay chở chồng về xuống chở hàng về cái hàng đó đâu có giá này tầm hơn mùi là chết không cần hỏi chứ bây giờ đi cái đường đó bỏ lắm mất tiền nhanh không chạy đường nào mặn. Đi đường nào chết đấy hàng 2 triệu 1 triệu 1 triệu bây giờ lấy cái hũ đường đi thì uống nhiều uống thôi nhưng mà đều là tốt nhất là vợ chở. Dạ. Uống ít uống nhiều thì nó mát rồi cũng dính cước hết rồi. 2 ly hay 3 ly cũng vậy. Uống rồi là dính. Con nhỏ đó là nó mất rồi. Cái... mình uống trà xong xếp hết mình phòng trước ấy. Học xe hạn chế hay là xe hạn được cả hai người thì nổi xe đi ông ơi. Nổi xe đi. Và mượn là 2-5 triệu. Rồi giờ giờ thì vào thì có xe giờ trời rồi thiếu xe đó cứ chạy đi chạy đây đó không gì đâu, khi nào mà nó hết đát thì bán phế liệu đi xong rồi mua cái xe đắn luôn, mua cái mới luôn, cái xe to hơn chứ đừng mua xe bé đấy, mua xe nhiều to cho rộng. Trời ơi, già đâu làm nhiều đâu chú, mà xe rộng kia như vậy là nhiều rồi. Hết lại xe là nghỉ luôn. Đúng rồi. Còn lớn là phải làm 10 năm nữa là hết đát rồi, tôi cũng hết đát rồi. Xe này chạy gần chi hết đát là người hết đát. Mua xe này lỗ 9 năm nữa là nghỉ. 9 năm làm một diễn viên. Có hay không có thì cũng nghỉ. nghĩ rồi mình cũng lấy hàng lại cũng tăng quá, nghĩ xe này mua xe khác, mua xe thôi hết đát rồi con nghĩ luôn. Ừ, cũng hết đát. Ủa thì giờ cho Quốc Anh, Quốc Anh nó tiếp theo nó có chịu không? Nào mua chiếc xe này là có con đâu anh biết vợ con nè, là rồi từ nào là nó như quả vậy có 2 quả không là cái này là đã bật kênh rồi chứ. Cái xe này là từ hồi nào mà con tiểu long bật kênh rồi là mấy nhiêu xe cộ nó vô cái xe này là gặp nó kịp lấy đâu lấy rồi đâu à, nói chung là bỏ chứ không bỏ đâu.